chú Khang mang hai bát mì hải sản tới. Mì có rồi đây. Vừa mưa xong là thời điểm thích hợp nhất để ăn hai bát mì nóng hổi. Đó, từ từ thưởng thức nhé. Chú Vãn nói chú Khang làm thêm một phần mì nữa, đóng gói để mang về. Cô cúi đầu ăn mì, liếc thấy mấy lần Lục Tây Kiêu không động đũa, rất nhanh sẽ không ăn nữa. Có lẽ vì sống quen cuộc sống thượng lưu từ nhỏ nên anh cũng rất kén ăn. Sau khi ăn xong, chú Vãn hỏi, chú Khang, hết bao nhiêu tiền ạ? Chú Khang cười nói, cậu đẹp trai này vừa mới trả rồi. Chú Vãn sửng sốt nhìn Lục Tây Kiêu, rồi nhận đồ trong tay chú ấy. Cô quay sang Lục Tây Kiêu hỏi, vừa rồi những cái kia, bao nhiêu tiền? Anh đang chơi với chú mèo đen liền đứng dậy, không cần trả tôi. Chú Vãn nhấn mạnh, không được đâu. Hay là như thế này, tôi dùng điện thoại chuyển cho cậu. Chỗ mì đó không đến hai mấy tệ, Lục Tây Kiêu không muốn vì số tiền này mà đưa qua đưa lại. Trả thì cũng trả rồi, không có gì quan trọng. Điện thoại anh lại sắp hết pin. Chú Vãn nói, vậy cậu nói cho tôi số, tôi thêm WeChat rồi chuyển tiền cho cậu. Lục Tây Kiêu thật sự bất lực, chú Vãn mà không trả được tiền chắc sẽ không cho anh về nhà ấy chứ. Anh đưa tay ra nói, đưa điện thoại cho tôi. Chú Vãn do dự một chút liền đưa điện thoại cho anh. Sau đó Lục Tây Kiêu trực tiếp nhập số điện thoại di động của mình. Ảnh đại diện của anh màu đen, tên là Lục Tây Kiêu. Chu Vãn nhìn chằm chằm vào ảnh đại diện của anh một lúc, sau đó chọn thêm vào danh bạ. Khi cô về đến nhà thì đã khuya, nhưng mấy ngày nay, bệnh của bà lại tái phát, đêm này qua đêm khác bà không ngủ được. Chu Vãn nhẹ nhàng bước vào phòng, quả nhiên bà vẫn chưa ngủ, cô đi qua, bà nội, chắc bữa tối bà không ăn được nhiều, bà ăn chút đi rồi hẵng ngủ. Sao lại tiêu tiền cho bà thế? Bà nội nói vậy nhưng lại bật cười, cháu tích cóp tiền đi, sau này học đại học cần phải dùng. Chu Vãn đặt cái bàn nhỏ trên giường, mở ra tô mì còn bốc khói. Bà nội, bà mau ăn đi. Bà không cần lo tiền học cho con đã nghĩ rồi. Trường con có chế độ khen thưởng, chỉ cần con có thể vào được đại học tốt trong kỳ thi tuyển sinh đại học, thì sẽ có tiền thưởng tương ứng, cũng khá nhiều. Như vậy cũng đủ để trả học phí 4 năm đại học rồi. Bà nội vỗ vỗ tay cô, bà nội biết con là người hiểu chuyện, thông minh, nhưng bà đau lòng tuổi con còn nhỏ như vậy, không chỉ chăm chỉ học hành mà phải lo lắng nhiều thứ đến thế. Chỉ mong Vãn Vãn của chúng ta khổ tận cam lai. Sau này bà chỉ mong con vui vẻ tự do, trở thành một người thiện lương. Đầu ngón tay Chu Vãn ngừng lại. Là một người thiện lương. Con ngươi màu nâu đậm của cô gái hơi sâu, nuốt chửng bao nhiêu tâm tư đen tối không nói nên lời. Chu Vãn nhẹ giọng hỏi, bà nội, như thế nào mới có thể được coi là một người thiện lương? Bà nội cười và nói, Vãn Vãn bây giờ chính là một người thiện lương. Chu Vãn không nói thêm nữa, có lẽ những ai quen cô sẽ nhận ra điều này, cô là một người thiện lương. Chỉ có Chu Vãn biết rõ, bản thân không phải người tốt. Lòng căm thù của cô dành cho Quách Tương Linh đã hình thành từ rất sớm. Thỉnh thoảng cô sẽ khao khát tình yêu thương của mẹ, đôi khi ghét sự giả tạo của bà ta, muốn trả thù bà ta và muốn bà ta phải trả giá cho hành động của mình. Cô lặng lẽ tiếp cận Lục Tây Kiêu, dùng cách bị ổi như vậy chỉ để trả thù Quách Tương Linh. Cô không hề thiện lương. Đúng rồi, bà nội cắt ngang dòng suy nghĩ của cô, ngày mai là giỗ của bố con, nếu có thời gian thì nhớ đến thăm ông ấy. Vâng, con nhớ rồi. Cũng chính vào lúc này, điện thoại cô có tin nhắn đến. Cô mở ra là Lục Tây Kiêu đã chấp nhận yêu cầu kết bạn của bạn. Chỉ có lần này. Chu Vãn thầm nhủ bản thân chỉ có lần này. Cô chỉ xấu xa lần này. Thoát ra khỏi hận thù bao nhiêu năm qua, cô sẽ là một người thiện lương. Sắp tới sẽ thi môn vật lý, lớp chúng ta có hai em tham gia, cần chuẩn bị thật tốt và giữ vững tinh thần nhé. Giáo viên vật lý nói, nhà trường đặt rất nhiều kỳ vọng vào hai em tham gia cuộc thi cấp quốc gia lần này đó. Đây là bài kiểm tra lần trước của lớp. Các em làm rất tốt, là hai người đứng đầu trong lớp. Các em về xem lại những câu sai. Có chỗ nào không hiểu thì hỏi thầy. Khương Ngạn hỏi. Chu Vãn, cậu được bao nhiêu điểm? 104. Còn cậu? Khương Ngạn dừng lại, giọng điệu xa xút, 103. Chu Vãn cười, cũng gần giống nhau. Khương Ngạn nói với cô, Chu Vãn, mặc dù mỗi lần kiểm tra tớ đứng nhất, còn cậu đứng thứ hai, nhưng tớ thật sự cảm thấy cậu thông minh hơn tớ nhiều. Tất cả thời gian của tớ đều dùng vào việc học, mà cậu thì đa số là làm thêm kiếm tiền. Khương Ngạn không cam lòng, nhưng cậu không ghét Chu Vãn. Ngược lại, Chu Vãn là người bạn tốt hiếm có của cậu. Là đối thủ trong lòng cậu, đồng thời cũng là đồng đội đáng trân trọng. Khương Ngạn nhìn bài của cô hỏi, Chu Vãn, bước này sao cậu nghĩ ra được vậy? Lúc này, họ đang đi đến trước của lớp A7, lớp của Lục Tây Kiêu. Chu Vãn đã nhìn thấy anh từ xa. Khuỷu tay anh dựa vào bệ cửa sổ trên hành lang. Tóc anh có chút dài rồi, bị gió thổi lộn xộn, đứng ngược sáng, đường nét và ngũ quan của anh hiện lên một cảm giác mơ hồ, như một bức tranh thủy mặc bị nước làm nhòe. Chu Vãn nghe thấy một nam sinh trong đó nói, này, Tưởng Phàm, kia không phải là nữ thần nhỏ của mày sao? Từ lúc nào mà gan mày lại nhỏ thế? Lần trước không phải còn ầm ĩ nói muốn yêu muốn có số điện thoại sao? Đám nam sinh kia nhao nhao nghiêng đầu nhìn sang. Chu Vãn lập tức rời ánh mắt, nhìn mặt đất, đi về phía trước không nhìn ngang. Tưởng Phàm nói, tao đây cũng không dám đoạt thứ mà A Kiêu thích đâu.
Lời này vừa nói ra, lập tức bùng nổ. Mọi người vây quanh Lục Tây Kiêu hỏi chuyện gì đang xảy ra. Lục Tây Kiêu chậm rãi, tầm mắt quét qua Chu Vãn nhướng mày, tao có nói thích sao? Thấy Chu Vãn có vẻ thất thần, Khương Ngạn gọi lại. Chu Vãn, nghĩ gì đó? Vừa nãy mình hỏi cậu làm thế nào mà giải được đến bước này vậy? Chu Vãn nhìn bài thi, nói cho cậu ta biết tất cả suy nghĩ của mình. Trở lại phòng học, Chu Vãn lấy điện thoại di động ra, một cái tin nhắn cũng không có. Sáng nay, cô đã gửi tin nhắn cho Lục Tây Kiêu. Cô đã gửi cho anh tiền mì, anh vẫn không nhận. Tăng học, Chu Vãn ra nghĩa trang ngoại ô viếng mộ của bố. Hôm nay là ngày giỗ của Chu Quân. Cô ngồi xổm trước bia mộ, đặt bánh ngọt mới mua vào đĩa nhỏ. Bố, gần đây bà nội không được khỏe, vì vậy năm nay không thể đến thăm bố. Con liên lạc với mẹ rồi, mẹ vẫn không tới. Chu Vãn nhìn bức ảnh, nhẹ giọng hỏi. Đã nhiều năm như vậy, bố có còn nhớ bà ấy không? Lúc này thì Quách Tương Linh gọi đến. Vãn Vãn, mẹ xin lỗi, bây giờ mẹ mới nhìn thấy tin nhắn của con. Giọng nói của Quách Tương Linh rất ân hận. Chu Vãn nói, bây giờ mẹ đến vẫn kịp. Dạo này mẹ bận quá nên thật sự không có thời gian đi cùng con. Thế này đi, lát nữa mẹ sẽ chuyển cho con ít tiền, con mua thêm chút gì đó để gửi bố. Được. Nói rồi Chu Vãn cúp máy. Cô đột nhiên cảm thấy ghê tởm. Bà ta vốn là như vậy, làm tất cả chuyện xấu xa, nhưng lại giả dối muốn tạo ra người tốt. Nhưng cô vẫn không biểu lộ ra như cũ, cũng không nói cho bà ta biết cô đang ở trước mộ bố mình. Chu Vãn từ từ đứng dậy, mặc cho trời mưa ướt cả người. Cô ngước mắt nhìn bầu trời xám xịt, nước mắt tự dưng trào ra, giọng nói lạnh lùng xa cách. Bố, con không thể tha thứ cho bà ấy vì đã phản bội bố, cũng không thể tha thứ cho bà ấy vì thấy bà nội sắp chết mà không cứu. Con nhất định sẽ báo thù. Bố, con muốn làm một chuyện không nên làm. Bố sẽ tha thứ cho con chứ? Không có tiếng trả lời, chỉ có tiếng mưa tí tách đáp lại lời cô.